nước Pháp không thoát khỏi suy thoái kinh tế. Bức tranh kinh tế ở Pháp đã ảm đạm trong một thời gian khá dài, và các số liệu mới nhất không cung cấp bất kỳ niềm vui nào. Khảo sát mới nhất của Markit cho thấy, hoạt động sản xuất và trong ngành dịch vụ ở Pháp đang có mức tồi tệ nhất trong 4 năm. Mức điểm dưới 50 tượng trưng cho một sự suy thoái. Dữ liệu cũng đặt Pháp ở vào một vị trí thấp hơn so với Tây Ban Nha và Ý và xuống đến gần cấp độ của Hy Lạp. Hiện nay đang có suy thoái trong sản xuất và dịch vụ và trong nhu cầu đối với hàng hóa sản xuất tại Pháp và các dịch vụ mà họ cung cấp. Lĩnh vực dịch vụ tạo sự lo lắng lớn nhất bởi vì lĩnh vực này tạo ra hơn một nửa hoạt động kinh tế của đất nước. Nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng Euro bị suy thoái 0.7% trong quý này. Điều đó làm cho Pháp rơi vào suy thoái kinh tế thứ ba kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu. Nền kinh tế Pháp có nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy thoái khi mà lĩnh vực dịch vụ và nhu cầu trong nước rất yếu. Đây là hai yếu tố nền tảng của sự tăng trưởng kinh tế của Pháp trong vài năm qua. Người tiêu dùng Pháp đang ở trong tình trạng không có khả năng gánh vác hóa đơn. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn trên 10%, nên tiếp tục đè nặng trên chi tiêu của người tiêu dùng. Và các số liệu cho khu vực đồng tiền chung châu Âu không cho thấy một an ủi nào. Suy thoái kinh tế đã sâu rộng hơn trong tháng này, và đó là trước khi xảy ra các rắc rối cứu trợ tài chính tại Cyprus.